Quy trình làm việc của dân IT ở đây anh sẽ bắt đầu từ cái giai đoạn tuyển dụng. Sẽ có hai nhóm ứng viên, một đó là nhóm đã có kinh nghiệm và hai là chưa có kinh nghiệm. Thế thì những bạn intern fresher sẽ thuộc cái nhóm chưa có kinh nghiệm. Thế thì sau khi được tuyển dụng thì cái việc tiếp theo là gì? Nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra. Một là các bạn sẽ được tham gia làm dự án theo cái vị trí mà lúc các bạn ứng tuyển. Hai là các bạn phải trải qua cái thời gian training. Thì thông thường cái phần mà training đó thì dành cho những bạn thuộc cái nhóm là chưa có kinh nghiệm. Vậy thì sau khi mà mình làm xong một dự án á, thì cái việc tiếp theo là gì? Thì lúc này nó lại xảy ra hai trường hợp ha. Một là các bạn sẽ tiếp tục làm dự án mới. Hai là các bạn phải tham gia một cái khóa training nội bộ. Thì có nhiều bạn thắc mắc là em đã đi làm rồi mà tại sao phải training thêm nữa? Thì lúc này nó sẽ có trường hợp đó là khi các bạn làm vô cái dự án mới á, thì nó là cái công nghệ mới thì bắt buộc là những cái nhân sự hiện tại là các bạn sẽ phải học thêm cái mới để các bạn có thể làm. Thì đó là lý do mà tại sao các bạn phải học cái mới. Như vậy các bạn thấy rằng là cái việc học đó nó không phải là chỉ dành cho người mới mà cho cả người cũ, và nó diễn ra xuyên suốt chứ không phải là dừng lại ở 4 năm đại học nha.